Hay nghe từ thư viện. Thú sú quản. Thú sú quản. Thú. Thú. Sú. Sú. Quản. Quản. Thú sú quản. Thú sú quản. Âm Hán Việt là đồ thư quán. Hay nói thư viện ở đâu? Thú sú quán tại nào? Thú sú quán tại nào? Bạn ơi xin hỏi thư viện ở đâu? Thông xuế chính quận thú sú quán tại nào? Thông xuế chính quận thú sú quán tại nào? Hãy chú ý ở đây khi nói bạn ơi, những người bạn cùng tuổi, cùng trong độ tuổi đi học người ta thường dùng thống xuế. Hay nói, bạn ơi xin hỏi. Thống xuế chính quẩn. Hay nói lại, xin chào các em, khi thấy cô giáo vào lớp. Thống xuế mần khó. Trong đoạn hội thoại trên có một nhân vật xúa sân giả có nghĩa là học sinh A. Hay nói từ giả, âm Hán Việt là giáp. Giả. Giả. Học sinh A. Xúa sân giả. Xúa sân giả. Hay nói xin lỗi. Đối bù chỉ. Không sao, không có gì. Mấy quan xỉ. Hay nói ở đây. Chờ. Học sinh ở đây. Chờ the xuyên. Học sinh ở kia. Nào là xuyên sân. Tôi không phải học sinh ở đây, tôi không biết. Tôi không phải học sinh ở đây, tôi không biết. Xin hỏi Vương Tiểu Vân có ở đây không? Xin hỏi Vương Tiểu Vân có ở đây không? Xin lỗi, bạn ấy đang không ở đây. Đối bù chỉ, tha bù giải. Xin hỏi, bạn biết bạn ấy ở đâu không? Chính quần, ní chư đào tha giải nào mà? Xin lỗi, mình không biết. Đối bù chỉ, wo bù chư đào. Mình không phải người ở đây. 我不是这儿的人. Mình không phải học sinh ở đây. 我不是这儿的学生. Mình không phải giáo viên ở đây. 我不是这儿的老师. Từ điển của tôi ở đâu? 我词典在哪儿? Mình không biết. 我不知道. Các bạn còn nhớ cách nói xin lỗi tôi đến muộn rồi là gì không? 对不起,我来晚了. 对不起,我来晚了. Đến muộn. Lái hoãn. Muộn rồi. Hoãn lợ. Hoãn lợ. Cảm ơn.
Xie xie. Không cần cảm ơn. Bú yong xie. Hay nói phóng viên. Chỉ trở.